Neon phiên bản toàn cầu, miễn phí trải nghiệm tháng đầu tiên. Ai cũng biết là Luân vẫn còn độc thân rất là. Thôi. Em xin anh lại, anh đừng có bảo anh độc thân nữa. Anh độc thân mà. Anh độc toàn thân. Một người như anh Luân mà bây giờ cũng là độc thân thì chứng tỏ là anh Luân quá là có vấn đề ở đâu đấy. Thì ăn mặc cũng ok, sáu múi cũng đi tập gym, con người cũng rất là dễ thương đúng không? Em nhưng không biết là có vấn đề gì mà cũng chưa có người yêu. Thôi, sao Nhi cứ nhất quyết là anh có chủ ta mà trong khi em mặc màu tại đỏ. Tại vì em muốn chung vui với anh, bao giờ anh gửi thiệp cưới cho em nhỉ? Yên tâm đi, nếu có thiệp cưới em phải đi thiết thiệp một dày cho anh nghe chưa? Ok, em sẽ viết tấm thư cho anh. Nhiều không, dày. Em phải đi thiệp dày cho anh. Thiệp dày ok, em mua thiệp dày được. Tới. Thì để em nói. À, thôi em nói đi. Em đang dẫn mà. Thôi để anh tôi lại đi. Rồi anh đi mà anh quên nếu họ là Gen Z là gì luôn. Chúng ta là Gen Z, Gen Z thì khi gặp một người mà chúng ta thích thì chúng ta sẽ tấn làm công, gì hay là chúng ta sẽ chờ đợi hay là chúng ta sẽ xem tarot. Em có biết tarot không? Không, em không chơi tarot. Nhưng mà em có biết không, có nghe nói qua giờ em không? Có nghe nhưng em không chơi bởi vì em nghĩ là chơi tarot là chơi hên xui. Chơi may rủi. Tarot bao nhiêu con nhỉ? Thật ra thì chưa hiểu vấn đề đó, cũng đi lạc đề đó người ta. Em có thật sự có cần anh gọi là do you want to explain for you, translate for you. Ủa, anh Vietnam, đi Vietnamese to Vietnamese. Thật ra thì anh kiểu... có người yêu của anh là người nước ngoài đúng không? Em biết chắc ở nhà anh hay nói chuyện nước ngoài với người yêu lắm đúng không? Nhạc lên rồi, câu hỏi thứ hai chưa qua luôn. Tarot là đi xem bói bài. Vậy hả? Đầu não. Anh biết sao, em đang rất nghiêm túc nãy giờ là các bạn phỏng vấn em rất nhiều câu hỏi rồi em trả lời cực kỳ nghiêm túc cho đến lúc gặp anh. Gửi tín hiệu lên vũ trụ không? Gửi lên nha. Sao luôn? Và Hà Nhi. Xin chào tất cả quý vị khán giả. Ôi có vẻ ăn ý thế nhờ. Vào đấy. Người chơi sẽ xem hình của hai nghệ sĩ đã được tráo mặt để đoán xem đó là ai. Anh phải che cái này đi. Có mắt là mắt của Quang Trung rồi. Ồ vậy hả? Em che đôi đây. Quang Trung Hồn Hà hả? Không, tóc ngắn mà anh. Tóc ngắn. Không biết. Người Chibu với ai nè? Chibu với lại cái úi gì á? Bibi Trần. Phước. Okay. Chibu với Bibi Trần. Chibu với Phước gì phải không? Hải Triều. Chibu với nhìn ra một người này, Quang Trung này, Chibu nè. Này Lý Nhã Kỳ nè. Này Mono nè. Mono với lại một người con gái hả? Mono với Hương Giang hả? Mono. Ủa, cái này là chị Lý Nhã Kỳ với chị Bích Phương. Đúng rồi. You see? Sam với lại Miu Lê. Không. Miu Lê với lại chị MC Hoàng Anh. Miu Lê với lại... Bibi Trần. Miu Lê với Kinh Thành hả? Miu Lê với Karik. Rapper mà nhìn góc này nhìn ra cái chị biết ai luôn. Mono, Mono với bạn Tú. Từ Mono với Mono đã xong luôn hả? Anh Tú chồng của chị Diệu Nhi mà. Mono với Trường Sinh. Mono với anh Huy. Mono cái gì vậy trời? Anh Ngô Kính. Mono. Ngô Kinh Huy. Không phải. Cần gặp ai? Mono với Đông Anh Tú. Anh ơi em... quá nè. Anh đây là anh, em biết Trần rồi. Bình. Với lại bạn ấy. Trần Thương Bình với lại... Trần Bình với lại Hiếu thứ hai hả? Trần Thương Bình với lại ai? Con gái à? Gil Lê hả? Không. Trần Thương Bình Cát Tường, Vũ Cát Tường. Mono với lại... Mono với Stereo. Mono và Trúc Nhân. Rồi xong. Anh ơi, mình làm việc không có lương nhưng mình làm có tâm một chút đi. Rồi hôm sau sẽ có người khác book mình lương rất cao anh ạ. Cái này là nhân quả trong cuộc sống, mình sống tốt trước đi. Mình làm việc có lương. Em nói vậy là em có nhân quả đó, là sắp tới em không có lương đó. Đây là lần đầu tiên chị Nhi tham gia nhưng mà anh Luân thì đã tham gia được khá là nhiều lần. Đối với mấy lần anh? Đang nhớ thì mấy lần mà ai ngờ không nhớ ra nên khá là nhiều lần. Ba lần. Ủa, ba lần mà giờ anh còn tham gia nữa hả? Là mấy lần trước là anh có đoán đúng không nhỉ? Ý là người ta cho cơ hội lần cuối đó. Là lần này lần cuối chưa? Là phải đúng đó, hiểu không? Là những lần trước rồi, biết rồi đó. Biết rồi đó. Có lẽ là những lần trước không có đúng nhiều lắm. Nên hồi nãy thì anh Luân có hỏi thăm nhẹ chị Nhi là đoán đúng hay
đang lấy vía chị đó. Tất nhiên rồi, em vừa quay xong em truyền lại bí kíp đi. Em cảm thấy mùa này khác hơn mùa trước hay không? Có cái tip gọi là mánh khóe nào để em xin nhan được cho nữ chính không? Cũng xin kính thưa là hôm nay là rất là khó nha. Mùa năm là rất là hóc búa nha, là rất là lắt léo nha. Vẫn đi đường vòng nha, đi một vòng thế giới quay trở lại nha. Mà cũng rất là nhấn nhiều nha. Dạ, hôm nay á em khuyên anh một câu thôi. Tất cả những quyết định của anh trước đây và ba mùa trước anh dẹp hết cho em, thành quyết định ngược lại so với những gì anh quyết sẽ chuẩn bị quyết định. Gấp quá. Ý em là cái gì anh chuẩn bị quyết định thì anh đừng quyết định nữa mà anh quyết định ngược lại đi. À ok, vậy đúng rồi. Hoặc lúc đấy anh phải tục lại, anh phải tĩnh tâm lại. Nhì ơi, bây giờ chọn gì rồi sau đó anh quyết định. Anh lấy vía em, Go by instinct. Dạ. Nói chung là just go with the flow. Là gì anh? Cứ tới đâu hay tới đó. Ủa vậy luôn á hả? Ở cái câu đó. Tới đâu hay tới đó là let it go nha. It's idioms, nó là slang, go with the flow. Yeah, I know, I got it. Okay, okay. And then? And then? Là mình trả lời xong câu hỏi rồi đó anh, các bạn vẫn chưa hỏi tiếp kìa. Hôm nay thì anh luôn mặc một cái bộ đồ có sắc xanh, còn chị Nhi mặc bộ đồ có sắc đỏ thì có thể thấy đó là anh Luân thì đã có chủ rồi, còn chị thì chưa. Ai cũng biết là Luân vẫn còn độc thân rất là. Thôi. Em xin anh lại, anh đừng có bảo anh độc thân nữa. Anh độc thân mà. Anh độc toàn thân. Một người như anh Luân mà bây giờ cũng là độc thân thì chứng tỏ là anh Luân quá là có vấn đề ở đâu đấy. Thì ăn mặc cũng ok, sáu múi cũng đi tập gym, con người cũng rất là dễ thương đúng không? Em cũng biết là có vấn đề gì mà cũng chưa có người yêu. Không, thực ra thì cũng chia sẻ với mọi người là anh Luân với lại Nhi thì mặc đồ xanh với đỏ là vì thích thôi ạ. Đúng rồi, nói chung là theo dress code của chương trình thôi. Vâng. Chứ cũng không có chủ đích gì đâu. Vô tình vào đây thì nó cũng không hợp. Đâu hợp đâu. À, thì ra là như vậy. Anh ơi, nhỏ nó khô khui đấy cùng, anh hiểu không? Khui đấy cùng. Hay thiệt, được. Anh Luân mặc màu xanh. Anh Luân mặc màu xanh nhưng trong tâm của anh Luân luôn là màu đỏ. Dòng máu mà dòng máu chảy bên trong thì nó phải là màu đỏ thôi đúng sao không? Sao Nhi cứ nhất quyết là anh có chủ ta? Mà trong khi em mặc màu tại đỏ. Tại vì em muốn chung vui với anh. Bao giờ anh gửi tiệp cưới cho em nhỉ? Yên tâm đi, nếu có tiệp cưới em phải đi thích thiệp một giày cho anh nghe chưa? Giày là... À ok, em sẽ viết tấm thư cho anh. Nhiều không, giày. Em phải đi thiệp giày cho anh. Thiệp giày ok, em đúng mua rồi. Thiệp giày được. Nếu như anh chị là một Gen Z, vậy thì khi gặp người mình thích, anh chị sẽ làm gì? Một là chủ động bày tỏ, hai là âm thầm chờ đợi, ba là đi Santa Rosa. Cái gì MC hả? Cái gì nếu Gen Z. À Gen Z. Gen Z. Ủa anh nó hỏi anh trời hả ơi, anh? Tôi già ba mấy tuổi giờ kêu trở thành Gen Z thì phải có mất thời gian đi về cái Gen Z đó chứ đúng không? Từ đang đi về đó. Là anh đi slow lắm đó. Slow anh lắm. Đi xa lắm. Đi đến cuối mùa mới tới đó. Nhưng mà em nghĩ nhà ở thời này là coi như là tốc độ của năng lượng di chuyển rất nhanh. Đúng. Bây giờ anh bắn một cái năng lượng lên vũ trụ á, là vũ trụ sẽ gửi xuống cho anh một năng lượng liền ngay lập tức. Hôm nay anh sống tốt, ngày mai là anh sẽ hưởng cái quả đó liền ngay lập tức. Ví dụ như là ngày xưa thì có thể là một tuần sau anh mới thấy cái kết quả, nhưng giờ là cái tốc độ xoay chuyển của năng lượng vũ trụ rất nhanh. Nên là cái nhân và kết quả đến với nhau rất nhanh. Câu hỏi chưa? Em có hiểu câu hỏi không? Tự nhiên đứng dẫn mà. Em đang dẫn. Ủa anh đang đi mà. Tính ra anh đang đi luôn á. Ủa không anh trả lời đi. Anh chưa tới. Thì để em nói. À thôi em nói đi. Em đang dẫn mà. Thôi để anh quay lại đi. Rồi anh đi mạnh quên nếu họ là Gen Z là gì luôn. Chúng ta là Gen Z, Gen Z thì khi gặp một người mà chúng ta thích thì chúng ta sẽ tấn làm công, gì hay là chúng ta sẽ chờ đợi hay là chúng ta sẽ xem tarot. Em có biết tarot không? Không, em không chơi tarot. Nhưng mà em có biết không? Có nghe nói qua giờ em nhé. Có nghe nhưng em không chơi bởi vì em nghĩ là chơi tarot là chơi hên xui. Chơi may rủi. Tarot bao nhiêu con nhỉ? Thật ra thì chưa hiểu vấn đề đó, cũng đi lạc đề đó người ta. Em có thật sự có cần anh gọi là do you want to explain for you, translate for you. Ủa, anh Vietnamese to Vietnamese. Thật ra thì anh có người yêu của anh là người nước ngoài đúng không? Em biết chắc ở nhà anh nói chuyện nước ngoài với người yêu lắm đúng không? Nhạc lên rồi, câu hỏi thứ hai chưa qua luôn. Tarot là đi xem bói bài. Vậy hả? Đau não. Anh biết sao không? Em đang rất nghiêm túc nãy giờ là các bạn phỏng vấn em rất nhiều câu hỏi rồi em trả lời cực kỳ nghiêm túc cho đến lúc gặp anh. Gửi tín hiệu lên vũ trụ không? Gửi lên nha. Em xuống thôi. Nếu mà là Gen Z là anh sẽ tấn công luôn, tiến tới luôn. Anh hỏi luôn. Việc gì mà phải rén? Không tốn thời gian, không cần tốn công sức. Đúng. Nhưng mà phải tinh tế. Tất nhiên mình không thể nào. Ví dụ như là mình thích người ta thì mình nói gì? Ví dụ nhá, em thích anh đi. Oh, wow. Biết ví dụ ghê. Là lúc mà em vừa gặp anh là em ố wow đó hả? Em chưa chuẩn bị. Bây giờ anh tới nè, em thích anh, xong thì em sao? Anh ơi, em chưa chuẩn bị những điều này nhưng em thích anh.
được không? Quá dễ thương đi. Người thân đâu sống nhắc đi mà ra được. Không, tại vì lúc đấy là người ta sẽ thấy em vô tri, người ta không có chấp em. Anh hiểu không? Đôi khi cái sự vô tri sẽ khiến cho người ta thương yêu mình hơn là cái sự thông thái. Chắc anh thích em rồi. Anh nghĩ là anh thích em nhiều hơn. Em nói với mấy đứa nhỏ là anh rất là đẹp trai, cao to và anh có tất cả nhưng anh không có em. Bây giờ, ủa nãy giờ có nói trên đó hả? Bây giờ nha, anh hỏi em nha. Ủa tính ra là các bạn đang phỏng vấn mình luôn. Ví dụ anh thích em đi, anh tới. Ê đi cho đàng hoàng nha má. Em ơi đi xem bài Tarot không? Trời ơi anh sao? Anh là thật sự là anh đã chín chắn chưa? Ví dụ như anh thích em đúng không? Anh gặp em. Anh nghiêm túc cái coi. Hôm nay là chương trình dành cho các bạn trẻ truyền cảm hứng. Ok. Nên là anh đúng. Rồi bắt đầu hơi lâu rồi, lâu nha. Căng thẳng. Rồi, em biết anh thích em rồi đó. Rồi, xong. Dùng 3 emoji để thể hiện cảm xúc của mình khi gặp lại người yêu cũ ạ. Thì gặp lại thì vẫn vui vẻ thôi, có gì đâu. Nè, anh cho em cái này nè. Người yêu cũ ơi, em cầu trời, cầu tâm linh, cầu tất cả những nguồn năng lượng vi diệu xung quanh. Mong cho anh hạnh phúc. Và đừng nói quay lại với em nha. Cảm ơn. Anh tìm, anh lầm. Nghiêm túc lắm. Bình yên lắm hả? Nghĩ về người yêu cũ bộ bình yên lắm hả? Không, không phải bình minh mà là... Cái này hoàng hôn. Cái này không phải hoàng hôn. Tính ra cái này là dành cho người yêu hiện tại luôn á. Không, cái này là... Đang rất đẹp luôn. Là nếu như gặp người yêu mới thì mình muốn chúc cho những cái điều khởi đầu mới, mọi thứ nó thật sự là sang trang mới, thật là tươi tắn, tràn ngập ánh sáng hạnh phúc. Chứ không phải là... Anh ơi, cái này là em nhất tâm cầu nguyện là cho chúng em được hạnh phúc, có nghĩa là em mong người yêu của... cũ của em hạnh phúc để mình cũng được nếu hạnh phúc. Nếu vậy em phải là cái này chứ mình không có cọc. Em phải là cái này mới nhất tâm cầu nguyện. Không, cái đấy là vái lại rồi. Cái này là em cầu nguyện, em hiểu, em cầu nguyện. Còn cái này là con lầy anh đừng đến nữa. Không phải chuyện gì mà em chân thành nhá, thì em sẽ như thế. Quá nhưng mình làm vlog đi vui. Thôi Nhi, mình nghiêm túc. Xin lỗi. Em vừa mới tổ chức show đúng không? Em vừa làm một cái show rất đúng nhiều rồi, khán giả em và em thật đông. Thật sự mọi người ơi, em và anh không có là em làm một cái concert mà em không có nói đủ luôn á. Em cảm thấy là rất là áp lực. Và anh thấy cái em làm xong cái concert ICU xong á là em nhìn thấu hồng trần luôn á mọi người. Thì đó. Áp lực mọi thứ là em trải qua được hết. Cho nên là mình phải trưởng thành lên. Nhưng mà bài lên top trending rồi anh ạ. Mà anh cũng sắp quay, mà sao anh sắp quay MV, anh cũng có ra bài tức quá. Sắp ra bài mới á mà anh cũng có share cho em cũng mấy cái rồi đó. Thì ý em share cho anh. Thì vậy thôi đó, rồi qua câu khác đi. Ủa tính ra Hà Luân mình dẫn ok quá anh. Ok quá trời luôn á. Hà Luân và xong Nhi. Xin được chào tất cả quý vị khán giả nhá. Như là bạn trai của Nhi nói với Nhi là à anh muốn đi chơi. Và Nhi sẽ rép lại một câu là ừ anh cứ đi đi. Thì có nghĩa là gì? Là anh đi xong rồi anh về. Đúng giờ là được, bạn nói được, bạn phải làm được. Ví dụ bạn nói là ok em hôm nay anh đi chơi nhá, nhưng mà về hơi trễ. Thì mình sẽ hỏi là ô mấy giờ anh về? Thì anh bảo là 2 giờ về. Ok anh đi chơi 2 giờ về. Nhưng mà 2 giờ mà không về là tới công chuyện. Bởi vì nói được là phải làm được. Đấy, mình người lớn rồi, trưởng thành thôi. Còn nếu mà nói là ok em hôm nay cho anh đi nhậu nha, anh cũng không biết mấy giờ anh về, nhưng mà anh sẽ báo cho em, anh hứa là anh sẽ không say anh về nhà các thứ này nọ. Thì ok mình sẽ để họ thoải mái. Bởi vì là quan điểm của Hà Nhi là yêu thì là yêu, còn cuộc sống riêng tư của họ mình phải tôn trọng. Thì họ mới tôn trọng cuộc sống của mình, cứ thoải mái, bạn bè, gia đình, đừng có đi gặp người yêu cũ là được. Xin cảm ơn. Chị nói là chị thích một người thú vị. Để nếu như rớt của chị rất là thích người đó luôn. Nhưng mà người đó nhắn tin cho chị một câu là em ăn cơm chưa, thì chị sẽ trả lời như thế nào? Anh còn câu hỏi khác không? Anh nhạt quá. Em sẽ tập cho anh mặn lên. Em sẽ cho anh cơ hội và thời gian. Bởi vì là có những người ngay từ đầu họ không có hợp với mình nha. Nhưng mà mình cho họ thời gian thì mình sẽ nhìn ra được họ là một viên kim cương cần được mài dũa. 3 bước để biết. Đầu tiên là mình phải thành thật với họ và yêu cầu cái điều mà họ thành thật lại với mình. Hai là chân thành. Và thứ ba là không kỳ vọng gì cả. Nhưng mà Nhi có thể chia sẻ cái cảm xúc của mình khi lần đầu tiên tham gia và mẹ là ai không ạ? Ủa thật sự là hôm qua tới giờ thì Nhi cũng bắt đầu kiểu suy nghĩ về chương trình ấy. Thấy hơi áp lực là tại vì mình cũng hát nhiều những cái ca khúc thất tình ấy. Bây giờ mình biết tư vấn cho các bạn làm sao. Có gì nói đấy thôi. Cũng mong là các bạn nghe con tim mình mách bảo, tham khảo được một vài ý kiến của tất cả mentor ở trong chương trình. Chị có phải là người sẽ dễ dàng phân biệt được ba màu xanh đỏ tím không ạ? Thực ra thì với cái kinh nghiệm bạn trai đẹp và gái đẹp của Nhi, Nhi nghĩ rằng là ba màu xanh đỏ tím Nhi nhìn rất rõ nha. À nhìn màu thôi nha mọi người. Còn đoán là sao câu chuyện sau đó nữa nha mọi người. Dấu hiệu để giúp Nhi nhận biết cái màu sắc đó. Cái mình nghĩ là đúng nó lại không đúng, còn cái mình nghĩ là không đúng thì nó lại đúng. Đôi khi chọn cái đúng thì nó lại sai, mà chọn cái sai thì nó lại đúng. Nên là chương trình rất là phức tạp, ngày càng gay cấn hơn, khó hơn để đoán. Nhưng thôi mình cứ đoán đại đi, đúng thì đúng mà sai thì sai. Bạn hình như là chị Nhi
nghi là cho mọi chuyện phức tạp hơn rồi. Ơ chị làm mọi chuyện phức tạp hơn em. Thực ra là cái câu chuyện rất đơn giản, đó là đúng mà sai là sai. Nhưng thực ra trong chương trình không như vậy. Giả thuyết nhiều về vũ trụ người yêu cũ. Vậy thì chị nghĩ mẫu người yêu cũ nào sẽ khó quên nhất? Mẫu người yêu cũ khó quên nhất là cái người khi mà mình chia tay họ thì mình cảm thấy hối hận, hình như mình đã sai cái gì đó. Còn lại nếu như người ta làm sai với mình thì mình quên rất nhanh. Không nha, không hối hận bất cứ một lần chia tay nào. Bởi vì chị là người nói chia tay. Mà một khi mà đã nói chia tay rồi thì người kia phải có lỗi thì mới chia tay nha. Tại vì chị là gu trung thủy. Nói nhỏ là nói xấu đúng không? Hay mượn tiền. Dạ chị rất là được mọi người yêu mến. Và cái cảm giác là chưa quên người yêu cũ. Vậy nhưng mà chị mới nói là chị quên rất là nhanh. Vậy thì chị lấy chất liệu ở đâu để mà chị hát bài đó cảm xúc như vậy? Đôi khi chị quên nhưng người yêu cũ chưa quên chị, nên là với một cái năng lượng vũ trụ nào đó thì nó đã hấp dẫn ngược lại chị và hiện về trong những giấc mơ. Vì vậy cho nên đã có những cái khoảnh khắc là chị đã không quên được người yêu cũ, nên chị hát bài chưa quên người yêu cũ ạ. Dạ, cảm ơn rất nhiều. Tín hiệu vũ trụ luôn chị. Đúng là tín hiệu của người ta bắn về cho mình, chứ mình không có bắn gì tín hiệu gì cho người ta nữa nhá. Nói quên người yêu cũ thì dễ thế thôi, nhưng thực ra chị vẫn để trong một góc, đâu lâu chị lôi ra chị nhớ cho nó vui. Người yêu cũ là để tri ân chứ, đâu phải để block Facebook hay là thù hận đâu, chị không nghĩ như vậy. Có chị của ngày hôm nay thì cũng đã từng có một Hà Nhi rất là dại khờ của ngày xưa, yêu gọi là yêu hết mình, chiến hết mình, máu hết mình. Lâu lâu mình tin người ta quá đó, nên là mình cũng bị người ta căm sừng một vài lần. Cũng nhờ họ mà mình có những lần trưởng thành và khôn lớn như ngày hôm nay, tìm được một người yêu mới hoàn hảo hơn họ rất nhiều. Làm thế nào để mình nhanh chóng quên được người yêu cũ và quen người yêu mới hả? Chị không có nhu cầu quên người yêu cũ, bao giờ quên thì quên thôi. Chị cũng không có một cái tip gì cả, bởi vì chị nghĩ là càng cố gắng quên người yêu cũ thì lại càng nhớ thôi ạ. Càng nhớ thì lại càng nghe chưa quên người yêu cũ thôi ạ. Vậy thì có vẻ là chị sẽ là người dễ làm bạn với người yêu cũ hơn. Chị dễ làm bạn. Suy nghĩ lại, sau khi chia tay xong thì thường là Nhi sẽ xem mối quan hệ đấy là một mối quan hệ vui vẻ, bình thường. Còn làm bạn hay không thì còn do sự lựa chọn của người bên kia nữa. Là không có lóc ảnh không? Không block Facebook nữa. Bây giờ người yêu cũ lâu lâu vẫn vào nhắn tin cho Nhi, mời Nhi đi ăn, hỏi thăm sức khỏe Nhi, trộm like Facebook và story của Nhi. Thì Nhi nghĩ rằng là ở đâu đó người yêu cũ vẫn quan tâm mình, và mình thấy họ quan tâm mình thì mình cũng vui. Tại vì mình phải như thế nào đấy thì người ta mới quan tâm ngược trở lại. Chắc là họ cũng đang hối hận đấy. Hành động mà quay trở lại like Facebook, like story Instagram rồi lên nghe nhạc của chị cũng là một cái hành động ủng hộ cho bài hát cho quên người yêu cũ. Tất nhiên là chủ đề người yêu cũ sẽ không phải chỉ là chủ đề duy nhất mà chị sẽ hát trong tương lai. Thì hy vọng rằng là tất cả những cái bài mà chị hát, kể cả hát về người yêu mới hay là người yêu mới của người yêu cũ, thì người yêu cũ vẫn nghe. Cảm ơn tất cả quý vị khán giả đã xem Hà Nhi tám xàm nãy giờ. Có điều gì thiếu sót mong quý vị lượng thứ ạ. Xin cảm ơn.